Đằng Quang gật đầu nói. Ta là sống không luyến tiếc, chết thì chết. Các ngươi nếu là còn muốn sống, tốt nhất hiểu rõ một chút, luân hồi quy tắc không bị thiên vũ giới giới lực áp chế. Quỷ vương này tựa hồ đã trường tồn thật lâu, hoặc là thần cảnh cường giả chân chính. Kiệt 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 kiệt. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của quỷ vương, lục hỏa dài dặc ở bốn phía phiêu đã đứng lên, dần dần hội tụ thành một cái khô lâu to lớn, chính là bộ dáng của quỷ vương kia. Hắn há cái miệng lớn đỏ như máu, liếm môi một cái, tấm tắc khen. Nghĩ không ra ngoại trừ cửu lê Gia, còn có người có thể nhận ra luân hồi đại chuyển bàn này. Trong mắt hắn lục quang lóe lên, nhìn phía Lý Vân Tiêu, nói. Càng không nghĩ tới là, hôm nay thiên vũ giới, vẫn còn có người có thể luyện được tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục thần thông nghịch thiên bực này. Lý Vân Tiêu bị lục quang chi nhãn của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời toàn thân run rẩy một chút, tựa như rơi vào vết nứt. Đó là một loại lãnh ý đến từ linh hồn, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Lê Cả Kinh nói, Quỷ Vương, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ. Quỷ Vương cười quái dị một tiếng, nói, tự nhiên là thực hiện cam kết cùng với ngươi, đem những người này đều giết chết a. À. Lê nói, vậy cũng không cần đem chúng ta cũng kéo vào đi. Quỷ Vương hắc thanh cười nói, ta xem trên người vài tên đồng bạn này của ngươi lực lượng cũng không tệ, hơn nữa đều thân mang không ít thứ tốt, không bằng tất cả cho ta ăn đi, ha 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 lê giận dữ quát dẹp đường quỷ vương ngươi nếu đánh chú ý với chúng ta ta hiện tại liền đem ngươi triệu hồi nàng nắm lên trống trận mặt trên dâng lên một mảnh văn tự trên không trung chớp động liên tục quỷ vương cười to nói ha 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 triệu hồi ta ngươi không cảm thấy đã chậm rồi sao hắn lạnh lùng nói tuy rằng lực lượng của luân hồi đại truyền bàn không bị thiên vũ giới giới lực áp chế thế nhưng bên trong thiên vũ giới mất đi thập phương quy tắc bản vương tự thân lực lượng vẫn bị chế trụ như vậy liền không thể đem toàn bộ luân hồi đại truyền bàn phủ xuống thiên vũ giới do đó ta cần thời gian lê sắc mặt đại biến bỗng nhiên từng đạo quyết ấn đánh vào chống trận văn tự này ở trước mặt từng cái thoáng hiện tiêu tan bốn phía quỷ vương thoáng chút hiện ra quỷ dị lực dường như tinh vân quanh quẩn không tiêu tan hừ quỷ vương nặng nề hừ một tiếng trong tròng mắt lục hỏa lóe lên cổ dị lực kia nhất thời phanh một tiếng tiêu tán trong chống trận truyền đến tiếng vang ầm ầm toàn bộ văn tự trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Lê kinh hãi, trong mắt một mảnh vẻ khó tin. Kiệt 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 kiệt. Quỷ vương đắc ý cười ha hả, nói. Triệu hồi mất đi hiệu lực nguyên nhân ở chỗ lực lượng của ngươi vô pháp đem khế ước chi lực phát huy đến mức tận cùng. Lực lượng của luân hồi đại truyền bàn không bị thiên vũ giới áp chế, mà bản vương ở dưới đại truyền bàn này có thể hoàn toàn phát huy ra trăm phần trăm lực lượng. Cộng thêm bản thân truyền bàn, các ngươi ai cũng khó thoát khỏi cái chết tất cả mọi người trong lòng dùng mình tiếng cười quái dị của quỷ vương giống như là một khối trọng thạch đặt ở ngực để mỗi người trầm muộn hô hấp không khoái lý vân tiêu đột nhiên mở miệng nói trăm phần trăm sao ta xem đại chuyển bàn này chưa chắc là hoàn chỉnh thân a à. con ngươi của quỷ vương chợt co rút lại lạnh như băng nhìn chằm chằm lý vân tiêu nói không hổ là diệu pháp linh mục vừa mới tiếp xúc một chút đích xác không thể đem luân hồi đại chuyển bàn hoàn toàn phủ xuống đến đây nhưng chỗ này có ít nhất 60% lực lượng bản thể, đủ để diệt sạch toàn bộ các ngươi. Đợi chúng ta ăn sạch các ngươi, lại đem huyền khí này hoàn chỉnh phủ xuống, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Vi Thanh cười lạnh nói. Chuyện cười nói nhiều như vậy, tuyệt không buồn cười, thật là lạnh nha. Kỳ Thắng Phong cũng là cười nhạo nói. Coi như là thánh khí hoàn chỉnh, hơn nữa thần cảnh cường giả chân chính, cũng không dám nói có thể diệt sát toàn bộ chúng ta. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, dị sinh vật chỉ số thông minh vĩnh viễn là cực kỳ đáng thương chết tiệt quỷ vương giận tím mặt cái đầu to lớn run rẩy một cái đại chuyển bàn đột nhiên xoay tròn từng đạo quang vượng không ngừng từ dưới chân mọi người mọc lên sau đó lăng không tản ra mỗi người đều là cả người chấn động một cổ lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng mà đến trực tiếp ngăn chặn nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ cái gì lực lượng này tất cả mọi người đều thất kinh lúc này vận chuyển nguyên lực càng chắc trở gấp trăm lần võ giả dưới cửu thiên vũ đế càng trực tiếp bị áp chế giống như phàm nhân không có chút lực lượng nào hùng giả thần giả quỷ kỳ thắng phong lạnh lùng nói mặc dù là luân hồi chi lực hay là thiên đạo quy tắc nếu đều là quy tắc chớ nói chuyện gì diệt sạch chúng ta trên người hắn dâng lên ma diễm ngập trời hai tay bấm tay niệm thần chú hóa ra ba đầu sáu tay cổ trần đại kiếm bỗng nhiên hướng phía trên bầu trời chém tới ầm ầm vô số ngọc phi long chạy trồm bay lên hoàn toàn không bị luân hồi lực ảnh hưởng. Cái gì? Quỷ vương trợn to con ngươi, lộ ra kinh hãi. Ẩm ẩm. Hư ảnh to lớn của quỷ vương một chút đã bị nổ nát, hóa thành sao bay khắp bầu trời. Kỳ thắng phong vừa thu lại đại kiếm, cười lạnh nói. Giả thân giả quỷ hậu, thực lực trái lại không bằng trước, ta phi. Trên đại chuyển bàn vài đạo quang mang hội tụ đến, thoáng chút hóa ra thân ảnh của quỷ vương, mặt âm trầm nói. Ta quên mất, ngươi tu luyện là ma nguyên lực, đích xác vô pháp áp chế ta đây thì sao long thiên miểu thanh âm lạnh như băng vang lên bỗng nhiên bầu trời nổi lên một đạo thiết côn to lớn hung hăng đập rơi xuống trong lòng quỷ vương cả kinh thiết côn dưới vô cùng uy áp trực tiếp đưa hắn chấn áp hoảng sợ mạnh mẽ giơ tay lên để che chắn đi tới phanh thiết côn trực tiếp đập vào trên cổ tay hắn ca ca tiếng nghiền nát vang lên trên cánh tay lân phiến đều xuất hiện dấu vết nứt này cự lực hạo hãn càng trấn tới cánh tay hắn tê dại cả người liên tiếp lui về phía sau chân long chi uy đây là long uy hạo hãn trong lòng quỷ vương kinh hãi khuôn mặt thoáng chút trở nên tái xanh long thiên miểu nói chân long chi uy ngươi lại không cách nào áp chế ngươi có thể áp chế cái gì hắn côn ảnh vung lên năm tên quỷ tu la một chút vọt lên mạnh mẽ phi tập chạy đến năm người đều là xuất gia thần thông mạnh mẽ đánh đến quỷ vương biến sắc hai tay hợp ở trước người một đạo kính quang phòng ngự hiện lên ẩm ẩm năm người công kích thoáng chút bị cản lại trấn ra lực lượng hung hãn mênh mông tán ra hướng bốn phía thoáng chút tiêu tan long thiên miểu cau mày nói lực lượng của quỷ tu la xác thực bị áp chế một ít nhưng cũng không nhiều vi thanh nói nói như thế dựa vào ngươi và la thanh vân hai người liền đủ để đối phó hắn long thiên miểu hừ lạnh một tiếng nói bản tọa một người đã đủ không cần quỷ tu la xuất thủ Hắn dẫn theo Thiết Côn, từng bước về phía trước. Long Thiên Miểu chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn. Cùng với Liễu Phỉ Yên đánh một trận xem như lần đầu tiên công nhiên xuất thủ, liền trực tiếp đem Phong Hào Vũ Đế đánh thổ huyết ngụm lớn, chính mình lại vẫn giống như không có việc gì. Loại lực lượng này, đủ để ngồi vững đứng đầu bảy đại tông chủ. Đây cũng là tín nhiệm Vi Thanh trước đó phát hiện thế cục không đúng, trực tiếp đưa tin cho hắn, để hắn nhảy qua giới mà đến hiệp trợ trấn áp hết thảy. Sắc mặt của quỷ vương âm trầm xuống, mặc dù đã không có cái loại kiêu ngạo cuồng vọng trước đó, nhưng vẫn là thái độ lãnh ngạo, lạnh giọng nói. Thập giai long huyết đích xác có điểm phiền phức, nhưng bản vương còn không có sợ hãi, trừ phi ngươi thực sự hóa thành chân linh, vậy bản vương còn có thể có chút kiên kỵ. Ngươi hung hăng càn quấy đã làm sát của ý của ta lộ ra ngoài rồi. Giọng nói của quỷ vương truyền xuống, đại thủ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời giáng thẳng xuống trong đại thủ này mang theo vô số trận vân rậm rạp chằng chịt trận vân tỏa ra từng gợn sóng sóng tầng tầng lớp lớp không ngừng đẩy ra bị vẻ ngoài của nó ảnh hưởng cũng chỉ có thể trách ngươi vô dụng long thiên miểu hét lớn một câu hắn đột nhiên ném côn sắt trong tay xuống đất đột nhiên luân hồi đại chuyển bản bàn mang theo long uy trên người của hắn bắn ra chung quanh Long khí màu xanh không ngừng xoay quanh người hắn, những nơi đi qua đều yêu hóa, trên làn da trơn bóng đã phủ đầy lân phiến sáng ngời, trên trán hở ra hai bên, long giác màu bích lục từ từ mọc ra như măng, linh khí bức người. Hai tay của hắn hóa thành long chảo, hào quang sáng quắc, năm ngón tay sắc bén như đao, sau lưng lại mọc ra cái đuôi, cái đuôi này quấn gọn quanh hông của hắn. Thân thể triệt để hóa thành long hình nửa yêu, lúc này tiếng long ngâm cửu thiên vang vọng bao phủ thiên địa. Long ngâm mang theo uy thế kinh thiên động địa bay thẳng trời cao, long hình càng ngưng tụ, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía đại thủ. Ấm ẩm ẩm. Tuy đại thủ tỏa ra từng tầng gợn sóng đáng sợ, đột nhiên uy thế của đại thủ biến mất, ngược lại còn bị ngăn cản bay trở về, không ngừng lao vào bầu trời. Oanh, chỉ trong mấy hô hấp, Long uy triệt để nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Phía trên luân hồi đại chuyển bàn chính là long hình, nó như tiêu thất trong thiên địa, biến mất trước mặt mọi người. Một kích kinh hồn như vậy, khí thế cuồn cuộn như biển cả, đó là một loại lực lượng người nào cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, có kính sợ có sợ hãi, có lo lắng, nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ, có Long Thiên Miểu ở đây, mọi người liền cảm thấy vô cùng an toàn. Ánh mắt Liễu Phỉ Yên hiện tại mang theo vẻ khiếp sợ, trước khi hắn long hóa thì nàng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại toàn thân của hắn tỏa ra lực lượng kinh người, trong nội tâm đã không còn mang theo chút tâm tư khiêu chiến nào nữa. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc của Quỷ Vương không ngừng vang lên trên trời cao, hào quang bích lục lóe lên, chân thân của hắn xuất hiện với gương mặt đầy kinh ngạc. Long Thiên Miểu lạnh lùng nói: nếu chỉ có chút thực lực này, ngươi chỉ làm trò cười cho người trong nghề mà thôi." Quỷ Vương hiện tại giận dữ toàn thân phát run, lạnh giọng nói: "Ngươi đúng là rất mạnh, tăng thêm chân long chi huyết, luân hồi chi lực đúng là khó áp chế ngươi hoàn toàn." Cắt, Long Thiên Miểu khinh thường, mỉa mai nói: "Ý của ngươi là sợ hãi chứ gì?" Hừ, Quỷ Vương lúc này hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo khí thế hung ác: "Luân hồi chi lực không thể áp chế ngươi, không có nghĩa là bổn vương không có chút biện pháp nào với ngươi." hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cả luân hồi đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, 33 công tào bốn phía đã bị cảm ứng, đồng thời ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa. Từng đạo hào quang màu xanh bay thẳng lên trời, chúng hình thành phù văn trên cao, sau đó tiếp tục dán lên người quỷ vương, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong thân thể của hắn. A, à, quỷ vương giống to một tiếng, hai mắt mở to nhìn trời. Hắn khi hấp thu những hào quang màu xanh kia, thân hình của hắn bành trướng với tốc độ mãnh liệt, trong khoảnh khắc biến lớn hơn nửa vòng, chấn động từ thân thể của hắn khuếch tán ra bốn phía, tiếng nổ tung rầm 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 không ngừng vang lên. Ngươi có thể hóa long, bổn tọa cũng có lực lượng của mình. Quỷ vương hét to một câu, hắn lăng không đánh ra một quyền, thân ảnh của hắn bắn ra hào quang màu xanh, lực lượng một quyền kia giáng xuống đối thủ. Hừ, Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn đầy vẻ khinh thường, nhưng mà nội tâm của hắn không dám có chút xem thường đối thủ. Nguyên lực tăng lên, côn sắt chấn động keng một tiếng, nó mang theo quyền uy đánh xuống. Côn sắt bao phủ bởi vô số phù văn và hào quang, vung lên đánh mạnh xuống. Ẩm ẩm, hai đạo thân ảnh không ngừng lao vào nhau, lực lượng mạnh mẽ không ngừng bắn ra bốn phía. Hào quang màu xanh không ngừng bộc phát mạnh mẽ, long uy gào thét dữ dội. Hai lực lượng này ăn mòn với nhau, không ngừng tan rã, không ngừng bao phủ lẫn nhau, cả mặt đất đang run rẩy, bầu trời chấn động, không gian lắc lư. Hai lực lượng này bất phân thắng bại, luân hồi đại chuyển bàn không ngừng hấp thu lực lượng trong cơ thể Quỷ Vương, khí tức màu xanh càng ngày càng nhiều, không ngừng bộc phát chiếm ưu thế. Bên người Long Thiên Miểu có hào quang màu xanh bao phủ, đó chính là lực lượng Long Uy, nhưng mà lực lượng này tiêu hao rất nhanh, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Hừ, dám đấu với bổn vương, cho dù ngươi là chân long cũng phải chết. Quỷ Vương cười lạnh, tay trái cũng ngưng tụ thành quyền, lập tức đánh xuống. Hai đấm không ngừng va chạm trên không trung khí tức màu xanh tăng vọt dưới uy lực của một quyền này lực lượng lập tức gia tăng mấy lần áp xuống thật mạnh mẽ ầm ầm rốt cuộc long thiên miểu gánh không được đột nhiên phi thần lên cao lực lượng quyền kình mạnh mẽ vô số phù văn chấn động bay lên cao lăng không hóa thành trảm kích bay đi rầm 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 long thiên miểu vung mạnh côn sắt đánh nát tất cả trảm kích quỷ vương lóe lên xuất hiện ở phía trước một bước xuyên thẳng qua trực tiếp xuất hiện trước mặt long thiên miểu một quyền trực đảo Hoàng Long. Oanh! Không khí dưới sức ép một quyền này đã nổ tung, hai tay Long Thiên Miểu cầm chặt côn sắt, lăng không xoay tròn, hóa thành đồ án hình thái cực. Thái cực đã dẫn dắt một quyền này lệch hướng. Quỷ vương cao mày, cảm thấy lực đạo của mình bị dẫn dắt đi nên sinh ra độ lệch, quyền kinh lướt qua bên cạnh thân ảnh Long Thiên Miểu. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, biến quyền thành chảo, thuận thế chụp vào đan điền của đối phương. Đồng thời tay trái xuất quyền, không gian chấn động mạnh khuếch tán ra chung quanh. Long Thiên Miểu cả kinh, sau khi đối phương hấp thu lực lượng của 33 công tào đã vượt qua mình. Côn sắt của hắn trầm xuống, ngăn cản ở trước đan điền bản thân. Phanh. Móng vuốt sắc bén của Quỷ Vương trực tiếp nắm lấy cốt sắt, sau đó là quyền phong đánh tới. Hai người cận chiến với tốc độ cực nhanh, người đứng ngoài thực lực không đủ cũng chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh mà thôi, thậm chí có chỉ nhìn thấy hào quang chớp động, bóng người thế nào cũng không thấy rõ. Long Thiên Miểu bị ép, đành phải vứt bỏ côn sắt, hai cánh tay khoanh tròn trước người, năm ngón tay trái siết chặt, từng chiêu thức của hắn mang theo long ảnh. Trên bàn tay có long hình hiện ra, long chiến vu dã, long khiếu cửu thiên. Ầm ầm, quyền kinh chấn động mạnh giữa hai người, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt võ giả ở xa xa đại biến, uy thế này làm bọn họ kinh sợ tránh lui, rút lui tới bên ngoài đại chuyển bàn, không gian bên ngoài đen kịt, ai cũng không dám đi ra ngoài. Ân, Long thiên biểu kêu một tiếng, dưới một quyền của đối phương, trực tiếp đánh bại long uy của hắn. Khi huyết trong cơ thể của hắn sôi lên, sau lưng hóa thành hư ảnh chân long, lần nữa trở về thân thể, lập tức áp chế quyền kình trở về. Kết quả ngạnh kháng không được, hắn phun một ngụm máu tươi, nhưng cho dù bị thương, hắn vẫn không bao giờ lùi bước. Quỷ vương cũng cảm nhận được lực lượng bắn ngược từ cánh tay, thân hình của hắn chấn động mạnh, hắn nhíu mày suy nghĩ, nhe răng cười nói. Muốn dựa vào bán long thân ngạnh kháng sao? ngây thơ. hắn hét lớn một tiếng, hắn tiến lên phía trước một bước. một đạo lực lượng từ trên thân thể của hắn bắn ra ngoài giống như sóng lớn đẩy ra, tầng tầng lớp lớp, một lớp sóng tiếp một lớp sóng. sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, cảm giác quyền trái của mình sụp đổ, mặc dù là bán Long thân cũng không cách nào ngăn cản lực lượng này ăn mòn, Long lân trên cánh tay sụp đỏ, đau đớn khó nhịn chuyển tới. a, à, hắn hét lớn một tiếng, gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, trong lúc mơ hồ tay của hắn hóa thành một đầu rồng, sau đó vỗ mạnh vào côn sắt. Phanh, đạo khí bị đẩy ra ngoài, côn sắt sinh ra vận luật mạnh mẽ, va chạm với đại ma bảng. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, ngạc nhiên nhìn qua côn sắt, không biết đó là huyền khí gì, nhìn như bình thường nhưng nó dường như có mang theo linh tinh. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, động nhiên đồng tử co rút lại. Trong thất thải ma đồng của hắn, mơ hồ trông thấy bảo kiếm trong côn sắt bị kích hoạt, vô số kiếm phủ tuôn ra, phát ra kiếm ý đầy trời không chỉ quay tròn chung quanh thân thể hai người chúng bắt đầu ngưng tụ trên không trung hóa thành biển kiếm khí toàn thân quỷ vương run lên tay trái cầm lấy côn sắt không ngừng run rẩy dường như cảm nhận được vật này khủng bố không tốt đột nhiên hắn hét lớn một tiếng quyền kinh tuôn ra các nơi đối phương bị đánh bay hắn lập tức bay lên trời tránh đi xa xa long cong tiếng kiếm âm thanh thúy quanh quẩn trong tay của mọi người sinh ra vô số ù tai dường như mất đi thính giác trong ngắn ngủi sau đó hàn quang lập loài lóe lên, hàn quang đâm vào hai mắt bọn họ, làm bọn họ mất thị giác tạm thời. Kiếm ý kinh khủng kia chưa bị mọi người cảm giác được, lúc này trông thấy một đạo huyết quang bắn ra, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của quỷ vương truyền vào tai mọi người. A, à, thân ảnh quỷ vương lồng lộng trên không trung, phát ra tiếng la thảm thiết. Hắn ngã xuống đất ngay sau đó, nện thẳng vào đại ma bàn của mình, trước ngực có vết kiếm lõm vào, vết kiếm chém từ vai phải kéo dài tới tận eo thân thể của hắn như nứt ra ánh mắt Long Thiên Miểu ngưng tụ, lạnh lùng nói. Tốt, thân thể rất cứng rắn, nhưng xem ngươi có thể ngăn cản kiếm thứ hai của ta hay không. Kiếm trong tay của hắn sáng bóng như nước, gợn sóng sôi trào, chúng rung động giống như hóa thành sông dài, như ẩn chứa chân long trong đó. Đây là kiếm gì? Tâm thần mọi người chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn qua, bọn họ nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Trong mắt quỷ vương còn mang theo một tia sợ hãi, cô chống thân thể lui ra phía sau lý vân tiêu càng thở sâu trong mắt mang theo khó tin hắn chưa từng nhìn thấy thanh kiếm kia nhưng trên khí tức hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng mà trong nội tâm không tin nổi cho nên không dám xác nhận long thiên miểu rút kiếm tiến lên lạnh lùng nói có thể chết dưới kiếm này cũng không ủng công ngươi tới thiên võ giới một lần quỷ vương lùi lại vài bước phát hiện mình không cách nào lui tiếp hắn giận tím mặt lạnh giọng nói là bổn vương chủ quan ta vốn cho rằng trong thiên địa này đã không còn thập phương quy tắc, các ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ siêu phàm nhập thánh mà thôi, không nghĩ tới lại có người có được lực lượng chân linh. Toàn thân mọi người chấn động kịch liệt, chân linh mạnh thế nào, không có ai biết, nhưng mà thập phương thần cảnh có tồn tại, chẳng lẽ nói Long Thiên Miểu đã có thần lực. Sắc mặt Vi Thanh Kinh Nghi bất định, trong mắt mang theo thần thái phức tạp. Đoan Mộc Hữu Ngọc khen. Lĩnh Ngộ vượt qua võ đạo đỉnh phong, cộng thêm thập giai long huyết có lẽ Long Thiên Miểu đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Quỷ vương, ngươi chết trong tay hắn cũng không tính là oan uổng. Hừ, không khoan. Quỷ vương âm lãnh nói. Các ngươi cũng biết, luân hồi đại chuyển bàn của ta có sáu thành lực lượng của thành phẩm. Lực lượng áp chế bổn vương chỉ có thể tăng lên sáu thành, một khi vượt qua hạn chế này, ngay sau đó sẽ bị cắn trả. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày nói. Thì tính sao? Ngươi định nói với mọi người, ngươi thua không cam lòng. Thua, ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ, bổn vương làm sao thua được chứ. Quỷ vương hét lớn một tiếng, khí tức màu xanh trên người của hắn bạo phát ra, hai tay vung lên, chúng hóa thành vô số phù văn, không ngừng đánh vào đại chuyển bàn. Cả vùng đất này bị luân hồi lực bao phủ, quỷ khí đầy trời, còn có vô số du hồn đang qua lại, hắn hít sâu một hơi, hút toàn bộ chúng vào trong miệng. Khí tức của quỷ vương tăng vọt lần nữa, thương thế trên ngực của hắn hiện tại đang khép lại nhanh chóng. Long thiên miểu, ngươi làm ta cảm nguyện khổ sở vì cắn trả, ta phải tăng thực lực lên đỉnh phong, ngươi có thể tự ngạo rồi. ầm ầm, qua mấy hô hấp sau, dường như đạt đến cực hạn, lực lượng khủng bố đã bộc phát dữ dội, thiên địa rung mạnh, luân hồi đại chuyển bàn cũng run rẩy theo, chậm rãi khôi phục vững vàng. Nhưng luân hồi lực vô cùng cường đại thì bộc phát đầy trời, tất cả mọi người lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên gấp đôi, ngay cả Vi Thanh là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải nhíu mày. Long Thiên Miểu cả kinh phi thân lên cao, trường kiếm vung lên trước người, ngưng ra một đạo kiếm khí lang lệ mạnh mẽ, chém thẳng tới trước. Sắc mặt Quỷ Vương đầy dữ tợn, thò tay lăng không một chảo, lập tức ngưng tự ra một thanh trảm mã đao, vầng sáng chấn động tầng tầng, lúc này đánh thẳng tới phía trước. Phanh, uy lực một đao kia chém nát kiếm khí, đao kia khí thế khủng khiếp tàn phá tất cả những gì nó đi qua. Em. Long Thiên Miểu hoành kiếm đón đỡ, hai đạo lực lượng trước và sau đánh tới như Thái Sơn áp đỉnh, thân thể của hắn lui ra phía sau, ánh đao kiếm khí bắn ngược ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng không có người nào thưởng thức cảnh đẹp này, sắc mặt vô cùng ngương trọng, cảm nhận được áp lực và lãnh ý dữ dội. Trên đao mang kia mang theo lực lượng luân hồi rất mạnh, không ngừng xé rách thân ảnh Long Thiên Miểu, Long Lân cũng bị xé rách không ít. Hắc hắc, thanh kiếm này của ngươi đúng là khó lường, nhưng đao này là một bộ phận của luân hồi đại truyền bàn, cũng có được thế giới chi lực, ngươi làm sao ngăn cản đây? Quỷ vương nhe răng cười mấy tiếng, chiến đao trong tay ấn xuống, tăng mạnh lực lượng lên thêm mấy lần. Rầm rầm rầm. Long lân trên người Long Thiên Miểu nứt vỡ mấy khối, còn có long huyết bay ra ngoài, lăng không hóa thành huyết châu óng ánh, rơi vãi rơi trên mặt đất. Quả nhiên là thập phương thần huyết. Sắc mặt Quỷ Vương dùng mình, trong mắt mang theo tham lam vô tận, hắn duỗi cái lưỡi đỏ lòm ra liếm môi, còn phát ra vài tiếng chậc chậc thèm thuồng. Ọt ọt. Long Thiên Miểu gian nan nuốt nước bọt, trên trán phủ kín mồ hôi, Hắn bị thần thái của Quỷ Vương làm sợ hãi. Trong nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, luân hồi đao kia có hào quang luân chuyển, dường như có thể liên tục rút lực lượng trong thiên địa, sau đó lại dùng lực lượng này áp chế kiếm quang của hắn. Không chỉ có như thế, mặc dù long uy của hắn không bị luân hồi đao áp chế, nhưng bị trùng kích mạnh mẽ như vậy, nó đang tùy thời biến mất, cả thân thể của hắn bắt đầu chống đỡ không nổi. Khặc khặc khặc, luân hồi đao của bổn tọa chưa từng chém giết qua chân linh nào cả, khặc khặc, tất nhiên là đại bổ ha 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 ha. Quỷ vương nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhịn không được đắc ý cười ha ha, tư thái dung túng. Muốn ăn ta, ngươi cứ tới đây. Trong nội tâm Long Thiên Miểu mang theo sợ hãi, lập tức kích phát tiềm năng cực lớn của bản thân, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể lan tỏa ra tới cực điểm. Trong mắt ánh mắt của hắn mang theo thần sắc ngoan lệ, tay trái bấm niệm pháp quyết vỗ lên thân kiếm, quát. Bỏ niêm phong. Một đạo kiếm lực tản mát ra, hàn quang chiếu sáng vào nước, mơ hồ nhìn thấy hình rồng xuất hiện sau đó là tiếng kiếm khí kêu vang trong thiên địa cái gì quỷ vương hoảng hốt kiếm lực kia không ngờ đã chậm rãi ngăn cản luân hồi đao của hắn lại còn có xu thế áp chế làm sao có thể trong lòng của hắn lúc này vô cùng ngạc nhiên bản thân hắn là thánh khí biến thành lại dung nhập nhất thể với luân hồi đao huyền khí gì có thể đánh bay đao này nhưng mà sự thật không phải hắn có thể suy nghĩ kiếm khí sung thiên nở rộ ra như đóa hoa sắc mặt long thiên miểu đầy vẻ ngương trọng bộ dáng cẩn thận hoàn toàn không dám chủ quan dù chỉ là nửa phần thiên địa vô pháp tội hắn hét lớn một tiếng ấn quyết trên tay trái không ngừng biến hóa mạnh mẽ phanh một lực lượng to lớn và mênh mông đẩy mạnh ra ánh sáng màu xanh xuất hiện khe hở và lan tràn ra khắp thế giới đột nhiên đánh bay quỷ vương ra bên ngoài cái gì chuyện trọng sinh tất cả mọi người đều cả kinh tuy ai cũng cảm nhận được kiếm khí kia rất mạnh nhưng sao có thể đánh bay quỷ vương chứ? Mọi người lúc này vô cùng kinh hãi, Long Thiên Miểu không ngăn cản được kiếm lực kia, bị phản chấn đánh bay, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm tỏng tay của hắn rung động, các loại lực lượng đang kích động, dường như không cách nào khống chế nổi. Quỷ vương bay lên 10 trượng, thân ảnh đứng vững lại mới hoảng sợ nhìn cánh tay của mình, lại bị kiếm ý kia gọt hơn phân nửa lân phiến, hắn nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quát. Chân long kiếm, sắc mặt Long Thiên Miểu trầm xuống, vài đạo bí quyết ấn đánh vào cái kia trong thân kiếm, đem cái loại này kích động chi ý áp chế xuống, lúc này mới lạnh lùng nói. Đã nhận biết kiếm này, vậy có thể yên tâm đi chết được rồi. Hắn kiềm chế một chút, không hề đuổi theo quỷ vương, hai tay của hắn nắm lấy chuôi kiếm chọc vào luân hồi đại chuyển bàn. Ẩm ẩm, tiếng nổ cực lớn sinh ra, từng con thanh long lấy chân long kiếm làm trung tâm xuyên thẳng qua bầu trời, không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp phá hủy đại truyền bàn này, chuyện này làm quỷ vương vô chiêu khả thi, hắn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, chờ mong không gian sụp xuống nhưng lại sợ suy giảm tới chính mình, cho nên vô cùng cảnh giác. Sắc mặt lê tái nhợt, đôi môi khẽ run lên, dường như đang lẩm bẩm. Làm sao có thể, Long Thiên Miểu làm sao có thể cường đại như vậy, ngay cả luân hồi đại truyền bàn cũng không làm gì được hắn. Thương Ngưng trọng nói, kiếm trong tay của hắn là thiên địa vô pháp, chính là thần kiếm trong tay chân long đại nhân năm đó đứng đầu vạn linh đột nhiên từ cả kinh dung giọng nói thần kiếm do thượng cổ chân long truyền thừa sao trong giọng nói mang theo khó tin thương nói đúng nhưng nó không phải là thanh kiếm nguyên vẹn tục truyền chân long kiếm lúc lưu truyền ra bị vô số cường giả tranh đoạt cuối cùng phân liệt thành bốn thanh phân biệt biến mất trong thiên võ giới đây chỉ là một trong số đó mà thôi lê nói khó trách khó trách lợi hại như thế dĩ nhiên là chân long kiếm tàn phiến. Thương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói không sai, dùng tu vị siêu phàm nhập thánh của hắn, tăng thêm thập giai long huyết, trong thiên hạ khó có đối thủ. Giờ phút này trong tay cầm chân long kiếm, thật sự là thiên hạ vô địch, trừ khi ta khôi phục toàn thịnh, hơn nữa đạt được mảnh vỡ đạo quả kia mới có khả năng đánh bại hắn. Vừa nghĩa tới điểm này, trong nội tâm đại hận, trong khi thiên địa đang rung động mạnh mẽ, hắn dùng ánh mắt cừu hận và oán độc nhìn qua phía lý giật hận không thể ăn thịt hắn lý giật đang run rẩy trước rung động này đột nhiên toàn thân run lên cảm giác được cái gì đó vội vàng đưa mắt nhìn qua đám người thương bên kia thần thái cực kỳ cảnh giác lên nói tuy thương đại nhân tổn thất một ít lực lượng và mảnh vỡ đạo quả nhưng tổn thất lực lượng có thể khôi phục mất đi mảnh vỡ đạo quả cũng không phải của chúng ta đã nằm ngoài kế hoạch cũng không có gì đáng tiếc trái lại trong thái hư ảo cảnh đại nhân lĩnh ngộ vương tọa thái hư trận đạo hiệu quả cũng không kém gì so với mảnh vỡ đạo quả chỉ cần dùng thời gian nhiều hơn mà thôi từ nói lê đại nhân nói có lý trong thiên hạ ngày sau có thể tranh phong với long thiên miểu chỉ có mình đại nhân mà thôi chỉ có ta sao ánh mắt thương ngưng tụ đưa mắt nhìn qua lý vân tiêu trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp bản thân mình có lực lượng vượt xa lý vân tiêu mỗi lần thậm chí muốn chém giết nhưng không thể chuyện này không thể dùng vận khí giải thích rồi chỉ có thể nói đây là người mang thiên mệnh, kẻ tầm thường không cách nào chặn giết được. Nếu như tương lai mình có thể bước vào thần cảnh, địch nhân lớn nhất nhất định không phải là Long Thiên Miểu, mà là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nhìn qua kiếm ý tung hoành, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mắt đầy âm lãnh của Thương, đưa mắt nhìn qua, ngạc nhiên hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt rời đi, nhìn chằm chằm vào chân Long kiếm, không chút nháy mắt. Vừa rồi hắn cảm thấy có vài điểm quen thuộc, loại kiếm ý này lúc ở trong Đông Hải là hai thanh kiếm thời điểm Sa Viu giao chiến với đầu rồng. Hắn là kiếm giả mạnh nhất thiên hạ ngày nay, hắn cảm nhận rõ từ khí tức cho tới kiếm ý của chúng giống nhau như đúc. Trên mặt quỷ vương mang theo vẻ khiếp sợ, giận dữ hết. Ngươi đáng chết, đám làm ta bị thương liên tục, còn muốn hủy luân hồi đại truyền bàn của ta, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Hắn phát điên lên, đột nhiên thân thể của hắn hóa lớn, hắn đánh một trưởng vào truyền bàn. Lúc này thiên địa rung động mạnh mẽ, vô số phù văn quỷ dị bay lên, ngàn vạn phù văn bao phủ không gian. Thiên địa dung chuyển nhanh chóng, mỗi người đều đặt mình trong phù văn đầy trời, cảm giác không ổn hiện ra trong lòng của mọi người. Luân hồi đại chuyển bàn cũng chỉ có 6 phần lực lượng hàng lâm, bổn vương hiện tại liều mạng xúc động quy tắc giới lực, ta cũng muốn kích hoạt nó hoàn toàn, chết để tiêu diệt các người. Quỷ vương tức giận tới mức trong mắt như nứt ra, hắn giống to lên, không ngừng vận dụng các loại ấn quyết, một chiêu nhanh hơn một chiêu, sức mạnh to lớn hiện ra trong thiên địa, không ngừng luân chuyển trong không trung. Rầm rầm rầm. Đột nhiên thanh long đang bao phủ cả vùng đất này bị xé toạc ra, long uy đầy trời từ từ tan biến. Cái gì? Long Thiên Miểu cả kinh, từ trên đại chuyển bàn hắn cảm nhận được lực lượng khó địch nổi xuất hiện, dường như có cự thú viễn cổ thức tỉnh. Phanh. Thiên địa đột nhiên chấn động mạnh mẽ, thân ảnh của hắn lùi ra phía sau, hắn cảm giác ngực của mình bị cự trì nện vào, hắn bay ra sau, miệng phun máu tươi. Không tốt. Tất cả mọi người cả kinh, Long Thiên Miểu cường hãn như thế cũng không địch lại, trực tiếp trọng thương té xuống đất, chân long kiếm cũng bay qua một bên, nhưng mà linh khí chung quanh không giản, Hàn Quang ba động dữ dội. Ha 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 ha, ta sẽ cho đám tạp chủng các ngươi biết một chút về lực lượng của Luân Hồi Đại Truyền Bàn. Quỷ Vương cười to như điên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, nhưng đó là do hắn hưng phấn tới cực điểm. Thiên địa không cách nào bị kiếm đánh ngược trở về, trong tiếng cười điên dại của Quỷ Vương, Luân Hồi chi lực càng ngày càng mạnh sức mạnh to lớn áp xuống, áp chế mỗi người khó chịu cực độ, giống như trên ngực bị tảng đá đè xuống, ngay cả hít thở cũng đã trở nên khó khăn. Một ít võ giả thực lực hơi yếu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, miệng không ngừng phun bọt máu, có không ít trực tiếp nhắm mắt lại, cũng không biết đã bất tỉnh hay là trực tiếp chết đi. Long Thiên Miểu cũng nằm trên mặt đất, chân Long Kiếm vừa rồi bị đánh bay, kiếm lực cắn trả và luân hồi chi lực đánh vào trong cơ thể, mặc dù Long Thân cực kỳ cường hãn, nhưng hắn cũng lâm vào trọng thương. Tuy Long Uy không bị luân hồi lực áp chế, nhưng mà lực lượng này trùng kích vào thân thể, dẫn động thương thế của hắn tăng lên không ít. Sắc mặt Long Thiên Miểu trắng bệch, hắn lấy ra một viên đan dược đỏ tươi, há miệng nuốt vào, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu hòa tan dược lực. Hắn không dám nhập định, vừa chữa thương vừa cảnh giác nhìn qua. Ừ. Động tác chữa thương của Long Thiên Miểu lọt vào trong mắt của Quỷ Vương, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới, chỉ cười lạnh khinh thường, thần thái không quan tâm tới. Vào lúc này đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, lực lượng minh mông to lớn kia đã tăng lên tới cực độ, có vài tên võ giả trực tiếp nổ tung thân thể mà chết. Khởi, quỷ vương hét lớn một tiếng, thân thể xoay chuyển, đồng thời đánh ra mấy đạo ấn quyết, đánh vào trong thân thể các công tào. Từng đạo lưu quang phát ra từ thân thể 33 công tào, mỗi trên thân người có linh lực 10 phần, tuy sắc mặt như quỷ nhưng đã trở nên linh động. Không tốt, đột nhiên lê kinh hãi, thất thanh nói. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng liên thủ phá vỡ không gian. Tất cả mọi người nhíu mày, luân hồi chi lực áp chế lợi hại như thế, ai cũng biết không tốt, còn cần hắn nói hay sao. Hơn nữa nếu như có thể phá không bay đi, đã sớm phá không, cần ngươi nói cái gì chứ. Thần sắc của mọi người lúc này không dám khinh thường, đột nhiên 33 công tào nhếch mắt nhìn qua, đôi mắt giống ngôi sao trong đêm, sáng ngời và thần bí. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình, lập tức cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy 33 công tào sau khi mở mắt lại đảo quanh bốn phía. Cái gì? Mọi người kinh hãi, một cảm giác không tốt lan tràn trên thân thể mọi người. Những công tào kia sắc mặt như quỷ, âm trầm đáng sợ, hơn nữa khí tức trên người không ngừng tăng lên, dường như muốn ra tay giết người. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, cả kinh nói. Những thứ này toàn thân như ngọc, nhưng như lại không có thân thể chính thức, mà là tồn tại giống linh thể, bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt lê đáng chát, tuyệt vọng nói. Xong đời, hắn thật sự thúc giục toàn bộ lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn, 33 công tào chính là huyền khí chi linh, uy lực vô cùng. Huyền khí chi linh, sao có nhiều như thế? Tất cả mọi người kinh hãi, huyền khí bình thường có thể có một khí linh đã khó lường rồi. Cho dù đại chuyển bàn này là siêu phẩm huyền khí, cùng lắm cũng chỉ có một, vì sao có tới 33 khí linh? Lê nói, ta cũng không hiểu, nhưng ta đã nhìn thấy trong ghi chú của tiền bối, chính là 33, hơn nữa những công tào này đều là hồn phách của cường giả thần cảnh luyện chế mà thành. Lời này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, đầu óc mọi người kêu lên ong ong. Hồn phách cường giả thần cảnh luyện thành khí linh. 33. Tất cả mọi người ngây ngốc, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng há to mồm, hắn lập tức thất thần. Chỉ có bác quyền cổ nam bình tĩnh nhất, hắn ung dung nói ra. Thời đại viễn cổ, cường giả thần cảnh nhiều như chó, còn nhiều hơn cả võ đế hiện tại, bắt 33 tên rút hồn luyện khí cũng chẳng có gì là kỳ quái. Chuyện này, mọi người đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại cũng có đạo lý, tuy đã nói thông, nhưng nghĩ tới những thứ giống như quỷ trước mặt này dĩ nhiên là hồn phách cường giả thần cảnh luyện thành, nội tâm vẫn kinh hồn táng đảm. Thật không nghĩ tới tất cả đều là hồn phách thần cảnh, chậc chậc, đúng là đại thủ bút. Đột nhiên Đằng Quang mở miệng nói ra, trong mắt mang theo tán thưởng. Hắn đã sớm không có ý niệm sẽ còn sống. Trước khi chết nhìn thấy một ít chuyện cổ quái nhiều một chút, lập tức cảm thấy thú vị, tinh thần tốt hơn mọi người rất nhiều, ánh mắt không ngừng dò xét 33 công tào, dường như muốn nhìn thấy cái gì đó. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.